Đội cảnh sát giao thông số 11 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đang xác minh danh tính của người lái xe mô tô phân khối lớn đi với tốc độ 299 km/h trên đại lộ Thăng Long. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh chiếc xe máy lưu thông trên đại lộ Thăng Long liên tục tăng tốc độ từ 100 lên 299 km/h di chuyển theo hướng Hòa Lạc đi trung tâm Hà Nội. Đoạn clip được cho là do chính tài xế này ghi lại. Đây là hành vi vi phạm luật giao thông gây nguy hiểm cho tính mạng của tài xế và của người tham gia giao thông khác. Hiện đơn vị đang rà soát qua camera giao thông các phương tiện tuần tra kiểm soát trên tuyến đường và địa bàn để tìm ra người điều khiển phương tiện. Lực lượng chức năng cho biết mặc dù trước các lối vào đã có biển cấm xe thô sơ gắn máy nhưng vẫn có nhiều phương tiện đi vào đường cao tốc đại lộ Thăng Long. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư về tái cấp vốn cho các ngân hàng sau khi ngân hàng cho Vietnam Airlines vay và cơ cấu nợ cho doanh nghiệp này. Theo đó, tổng số tiền tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng tối đa là 4.000 tỷ đồng, lãi suất tái cấp vốn là 0% một năm, áp dụng đối với thời hạn tái cấp vốn và thời hạn gia hạn tái cấp vốn. Thời hạn tái cấp vốn sẽ áp dụng theo đề nghị của các ngân hàng, tối đa bằng thời hạn khoản cho vay của nhà băng, theo nghị quyết và không vượt quá 364 ngày. Cũng theo dự thảo này, thì Ngân hàng Nhà nước sẽ tái cấp vốn cho các ngân hàng mà không cần tài sản bảo đảm, đồng thời dừng giải ngân khi đã giải ngân hết số tiền quy định, nhưng không muộn hơn ngày 31 tháng 12 năm 2024. Tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước phối hợp với phòng cảnh sát đường thủy phát hiện một ghe gỗ đang neo đậu tại bờ. Trên ghe có nhiều người đang tháo các vỏ đầu đạn để bán phế liệu. Số đạn này là của ông Trần Văn Thanh ở xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, cùng hai người khác mò lặn được tại thủy phận sông Tiền, đoạn thuộc xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu của tỉnh An Giang, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 3. Tang vật thu giữ được bao gồm 150 thùng đạn Đại Liên M30, khoảng 37.500 viên, 255 kg đạn carbine, 20 kg đạn viên M30, 440 kg đầu đạn, 46 kg đạn bắn băng và đầu đạn, thuốc đạn và nhiều bao tải chứa hộp đạn. Hiện toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Hồng Ngự để tiếp tục điều tra xử lý.